Hello, Sun đây. Hôm nay Sun sẽ hướng dẫn mọi người làm móc khóa hoa hướng dương và hoa cúc nha. Rất là dễ luôn, còn thêm chiếc lá xinh nữa nè. Rất là dễ, phù hợp cho bạn nào mới đang tập móc những sợi nhỏ ha. Trong video này thì Sun sẽ dùng sợi jeans Jean Art cỡ sợi 1.5. Mọi người có thể sử dụng các loại sợi cỡ tương tự nha. Anh để thông tin sợi ở dưới mô tả nha. Mình sẽ dùng kim 2.0, kéo cắt chỉ, kim may, một chút bông gòn để nhồi vào cái nhụy, một cái móc khóa. Và chỉ vậy thôi, let's go. Mình sẽ làm nhụy và đài hoa nha. Màu xanh lá cây nè. Bây giờ mọi người sẽ chừa một khoảng tầm 10 cm, móc 6 mũi đơn vào magic string. Mình dùng một cái sợi dây mảnh khác màu để đánh dấu đoạn đầu và cuối nha, tại vì bây giờ mình sẽ móc xoắn ốc nè. Sau khi hoàn thành mũi cuối cùng rồi thì mình sẽ móc một mũi trượt để kết thúc. Cắt chừa một đoạn dây khoảng tầm 10 cm như thế này nha. Mọi người kéo cái sợi qua luôn, nhưng mà đừng có kéo chặt quá nha, vừa phải thôi. Rồi mình sẽ bỏ một cái mũi tiếp theo và mình sẽ luồn kim vào cái mũi kế tiếp nữa. Rồi mọi người làm như San làm, là mình sẽ móc cái dây thừa đó qua cái mũi đó. Rồi đây là cái mũi mà lúc nãy cái sợi nó đi qua nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ móc vào giữa cái chữ V đó, kéo cái sợi xuống để làm thành một cái mũi giả. Đẹp không? Sau đó thì mình sẽ cột cái dây thừa đó vào với lại cái dây mà ban đầu mình chừa lúc bắt đầu cái magic string á, là xong. Khỏi phải giấu sợi gì hết ha, tại cái này nó cũng nằm bên trong mà.
Rồi xong cái phần đài của cái hoa rồi đó, cái nhụy cũng làm tương tự luôn, không khác gì hết á. Chỉ là mình đổi màu cho nó thôi ha. Hai cái màu xanh lá thì là hai cái đài, nhụy vàng cho hoa cúc và nhụy nâu cho hoa hướng dương. Mình làm hoa hướng dương nha. Bây giờ mình sẽ úp hai cái mặt trái của nó vào nhau như thế này. Mình sẽ móc cái tép sau của mặt này chập chung với lại cái tép sau của mặt kia. Đó, như vậy nè. Bây giờ mọi người sẽ lấy sợi màu vàng, mình tạo một cái cúc nè. Kéo qua hai cái sợi tép sau đó. Rồi mình sẽ móc lên hai mũi bính. Tên, vậy là mình đã xong một bông hoa hướng dương xinh xắn rồi đó. Tương tự như hoa hướng dương thì cái hoa cúc này mình cũng sẽ ấp hai cái mặt trái vào với nhau và mình cũng sẽ móc hai cái mũi tép sau của hai cái mặt đó vào với nhau, chỉ có khác công thức một chút xíu thôi ha. Thank you.
hoa không thôi thì cũng hơi trống trải cô đơn, nên giờ mình sẽ làm thêm một cái lá mini nữa nha. Rồi mọi người cứ làm theo cái công thức Sanh ghi trên màn hình nha. Một bên rồi thì mình sẽ móc lên hai mũi bính, rồi mình móc một cái mũi dời vào trong cái bính đầu tiên của hai cái mũi bính đó. Sẽ móc cái công thức đối xứng ngược lại ở bên cái phía bên kia ha. Nhớ kẹp cái dây này vô để móc chung luôn nè. Xong rồi mình sẽ trượt vào cái mũi móc đầu tiên để kết thúc. Hãy nhớ là móc thêm một cái mũi xích nữa để khóa lại, rồi cắt chừa khoảng tầm 10cm để mình giấu cái sợi này đi nha. Cái sợi lúc nãy mình kẹp móc chung á, có thể cắt đi rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần giấu cái sợi kia nữa thôi. Giờ thì xong hết rồi, chỉ cần gắn mấy sắp nhỏ vô cái móc khóa nữa là xong nha. Ok, xong hai bé xinh xắn rồi nè. Nếu mọi người thích video thì hãy cho San một like và một subscribe để San có thêm động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Cảm ơn mọi người đã xem.